Diện áo dài mẹ may 10 năm trước Ngọc Lan tinh khôi bên chồng con. Ngọc Lan tiết lộ cô phải giảm hơn 20kg mới mặc lại vừa áo dài do mẹ tự may tặng để thực hiện bộ ảnh cùng chồng và con trai nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Sau khi con trai Louis bắt đầu cứng cáp, Ngọc Lan Thanh Bình bắt đầu trở lại phim trường với nhiều dự án phim truyền hình, sitcom, điện ảnh. Có con trai làm động lực, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời dường như sung hơn bao giờ hết. Ngọc Lan tâm sự, cô cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì ngọn lửa nghề vẫn hừng hực trong mình, vẫn luôn được các đạo diễn tin tưởng, giao cho những vai khó. Và quan trọng là mỗi khi phim lên sóng, cô vẫn luôn được khán giả thương yêu ủng hộ. Nữ diễn viên cho hay mỗi ngày khi thức dậy, việc đầu tiên cô làm sau khi lo cho con trai đi học là ngồi xem lại tin nhắn của fan, những lời động viên an ủi chia sẻ của các bà, các cô, các em gửi qua Facebook, điện thoại chính là động lực giúp Ngọc Lan thăng hoa hơn trong mỗi vai diễn. Ngoài những tình yêu thương của người hâm mộ và khán giả, Ngọc Lan còn có một hậu phương vững chắc. Cô hạnh phúc tiết lộ chồng luôn là điểm tựa cho mình khi anh dành hết mọi việc chăm sóc con cái, nấu nướng giúp vợ. Để đảm bảo sức khỏe cho con trai, nam diễn viên cũng tự làm dàn rau xanh trên sân thượng. Ngọc Lan thừa nhận rằng Thanh Bình chính là mảnh ghép vừa vặn, làm nên một tổ ấm bé nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười của cô. Con trai của Ngọc Lan, Louis, hiện hơn 2 tuổi và đã được mẹ cho đi học dần để làm quen với những nề nếp tại trường học. Được ba mẹ đưa đến trường buổi đầu tiên, cậu bé đã hòa đồng và thích thú chơi đùa cùng các bạn và dường như quên luôn sự có mặt của ba mẹ. Ngọc Lan Thanh Bình cũng nhờ đó mà an tâm phần nào trong những ngày phải đi quay xa theo lịch của đoàn quay. Từ khi cho con đi học, nữ diễn viên trang trại hoa hồng lại càng thấm thía sự vất vả của các cô giáo. Khi được xem những hình ảnh của con trai mà cô giáo gửi về, nữ diễn viên cảm thấy mình may mắn khi chọn lựa được một ngôi trường tốt để gửi gắm con trai mình. Trong bộ ảnh mới, Ngọc Lan diện lại bộ áo dài mà mẹ cô tự mua vải, tự may tặng cách đây 10 năm. Cô chia sẻ sau khi giảm hơn 20kg mới mặc lại vừa bộ áo dài này nên nữ diễn viên rất thích thú. Ngọc Lan cho biết cô cảm thấy tất cả phụ nữ Việt Nam khi diện áo dài lên, mình đều có một sức hút lạ kỳ, khó tả. Chính vì vậy cô luôn nâng niu và cất giữ cẩn thận hơn 20 bộ áo dài được mẹ, ông xã và bạn bè may tặng. Từ nhỏ Ngọc Lan vẫn ao ước mình được làm cô giáo nhưng không có duyên theo nghề. Chính vì thế sau này, khi đã được mọi người biết đến, cô vẫn luôn hào hứng gật đầu mỗi khi được mời về làm giám khảo của các cuộc thi nét đẹp sư phạm. Ngọc Lan diện áo dài trắng tinh khôi, é ấp bên chồng Thanh Bình lịch lãm với sơ mi trắng quần tây. Lặng lẽ bên Ngọc Lan hơn 10 năm, chứng kiến nhiều buồn vui của cô, nam diễn viên mới dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho đồng nghiệp. Khoảnh khắc đáng yêu của cậu con trai Ngọc Lan, tuy còn nhỏ nhưng cậu bé tỏ ra tự tin và mạnh dạn trước ống kính. Trương Nam Thành lên đời đi xe sang ở biệt thự sau khi lấy nữ đại gia Hà Nội. Nhà cũ và nơi ở hiện tại của Trương Nam Thành khác nhau một trời một vực. Tối 18 tháng 11, lễ cưới sang trọng của Trương Nam Thành và vợ doanh nhân đã diễn ra tại Hà Nội. Nam diễn viên cung đường tội lỗi giấu kín thông tin về ngày trọng đại với truyền thông và báo chí. Trương Nam Thành và Thu Huyền đã trải qua 2 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Nữ doanh nhân gốc Hà Nội có 2 con riêng trước khi đến với diễn viên sinh năm 1991. Trương Nam Thành sinh năm 1991, gốc miền Tây, nhưng chuyển lên sinh sống ở Sài Gòn từ lâu. Sau khi gặt hái được thành công trong sự nghiệp người mẫu và diễn xuất, anh đã mua được một căn nhà nhỏ. Theo hình ảnh được chia sẻ trước đây, căn hộ này được trang trí đơn giản với gam màu trắng giản dị. Trong phòng ngủ, Nam Thành để bằng khen mà anh đạt được qua các cuộc thi. Anh tạo một bộ trống để phục vụ đam mê chơi nhạc mọi lúc rảnh rỗi. Ngoài căn nhà nhỏ, Trương Nam Thành sở hữu chiếc xế hộp Toyota Fortuner có giá ước tính 1 tỷ đồng. Dù chưa kết hôn nhưng từ 2 năm trước anh đã dọn về ở chung với bạn gái tại Hà Nội. Nơi ở hiện tại của Trương Nam Thành là căn biệt thự 2 tầng kiểu nhà vườn vô cùng đẹp mắt. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy toàn bộ phía trước là không gian mở với phần sân vườn rất rộng, có thể dùng làm nơi tổ chức tiệc. Chất liệu kính được tận dụng để cơi nới, ăn gian diện tích và khiến biệt thự càng trở nên sang trọng. Nội thất trong nhà đều là những nhãn hiệu nổi tiếng đắt đỏ. Qua hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, cặp đôi đã hé lộ không gian sống xa hoa. Trương Nam Thành thường xuyên dùng hành động lãng mạn để hâm nóng tình cảm với bạn gái. Trong những bữa tiệc với bạn bè, một góc phòng ăn được tiết lộ. Hệ thống đèn bố trí khắp nơi khiến biệt thự trở nên ấm cúng. Bên trong biệt thự có một khu vực để đồ hiệu, bộ sưu tập giày dép của vợ Nam Thành. Nam diễn viên từng ngồi nhậu với bạn bè thoải mái ở đây. Mặc đẹp, xanh điệu và đi chơi với vợ doanh nhân là hình ảnh thường thấy trên trang cá nhân của Nam Thành. Khoảng thông tầng được đặt thêm một chiếc đèn chùm làm căn nhà trở nên mới lạ. Những góc phòng bày la liệt trang phục, giày dép phục vụ cho hai vợ chồng. Vợ Nam Thành thiết kế sập để đồ vừa tiết kiệm không gian lại trông gọn gàng hơn.
Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của Nam Thành khi vừa có được người tâm đầu ý hợp, vừa có điều kiện kinh tế. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch nước ngoài, khoe ảnh khiến công chúng suýt xoa. Sau khi yêu và lấy nữ doanh nhân Hà Thành, Trương Nam Thành chuyển sang đi xe sang, có giá gấp đôi xe cổ khoảng hơn 2 tỷ đồng. Thúy Nga, Trấn Thành về hỏi vợ mình đi, sao lấy bao năm rồi mà nó chưa đẻ? Ngày 18 tháng 11, tập 8 chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi đã lên sóng. Trong tập này là sự trở lại của danh hài Thúy Nga sau nhiều năm vắng bóng. Trường Giang gọi Nhã Phương là con cọp. Mở đầu chương trình, khi các nghệ sĩ đứng ra chào khán giả, Xuân Bắc có nhắc xoáy Trấn Thành về phong cách ăn mặc. Anh nói, tôi biết vợ chồng Trấn Thành vừa mua một con cún cưng, vậy thì anh chị hãy chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó cào rách quần áo mà vẫn mặc bộ đồ đó lên chương trình. Đây các vị xem, quần áo gì mà vá chằng vá đụp như thế này, tôi muốn nói điều này lâu lắm rồi và chỉ đợi để nói ra. Trường Giang vì cũng mặc quần rách như Trấn Thành nên vội nói xen vào, nhà tôi không nuôi chó mèo gì mà sao quần vẫn rách. Trấn Thành nghe vậy liền hỏi thẳng, con vợ nó cào đúng không? Trường Giang cũng hưởng ứng, đúng rồi con cọp nó cào đấy. Thúy Nga, tôi thì chậm chạp khù khờ. Lần đầu xuất hiện tại sân khấu Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Thúy Nga tỏ ra khá hồi hộp và lo lắng. Cô chia sẻ, mấy mùa vừa qua chương trình đều mời, nhưng tôi bận rộn công việc quá nên không tham gia được. Đến tận mùa năm này, thời điểm thích hợp lắm tôi mới dám tham gia. Cách diễn hài của tôi thì mọi người biết rồi, chân chất tưng tửng, chứ không vào để chặt chém người khác. Chương trình này toàn người giỏi nên tôi chẳng biết phải làm gì khi đến đây. Tôi trước giờ làm gì cũng không đặt kỳ vọng ở mình, vì càng kỳ vọng nhiều lại thất vọng nhiều. Tôi là kiểu người sống vô tư, đi tới đâu hay tới đó. Ngày đầu đến với nghề diễn, tôi không tạo áp lực cho mình rằng mình phải là người nổi tiếng. Bước ra khỏi chương trình này, tôi muốn mình vẫn là Thúy Nga thôi, chứ không muốn mình phải tranh đấu với người khác để có cái nọ cái kia. Chương trình này đòi hỏi khách mời phải thông minh, nhanh nhẹn, hoạt náo, còn tôi thì chậm chạp khù khờ, không tập trung nên tôi sợ lắm. Thậm chí Thúy Nga còn tỏ ra lo sợ và không muốn phải là người đầu tiên bước vào thử thách. Khi bị Xuân Bắc dọa sẽ là người đầu tiên, Thúy Nga hét lên, đừng làm tôi hoang mang như vậy, không nên như thế. Trời ơi, tôi van xin Xuân Bắc, tôi với Xuân Bắc thân nhau lắm, ra Hà Nội còn ăn bún riêu bún ốc với nhau, nên đừng hại đời nhau. Thúy Nga, Nhã Phương có ăn gì đâu mà suốt ngày giữ dáng. Trong chương trình tuần này, Thúy Nga được chọn vào phòng Trấn Thành. Tại đây cô phải đóng vai bà bán bánh canh ở Hà Nội, vừa được Trấn Thành thương thầm nhớ trộm. Vừa bước vào phòng, Thúy Nga đã bị Trấn Thành chê là bán quán bẩn, nên vội cãi. Đây Trấn Thành nhìn đi, có một con bé nào bán quán mà lại sạch sẽ như tôi không? Trấn Thành nghe vậy liền mỉa mai, con bé à bà nhìn đi, bà mà là con bé à bà phải là con mụ. Lợi dụng tình huống là câu mỉa của Trấn Thành, Thúy Nga đã tranh thủ đá xoáy nạn bún mắng. Cháu chửi tại Hà Nội. Mặt tôi hiền lành thế này sao gọi tôi là con mụ? Đấy, phải như cái bà bán cháo chửi ở đầu đường mới là con mụ, mặt bà đấy mới thật sự gian ác. Vụ này là tôi bị chơi rồi, rõ ràng là mụ bán cháo chửi đấy ghen ăn tức ở với tôi, nên mới đem đồ ăn đổ trước cửa nhà tôi rồi đổ váy cho tôi là xả rác. Bà ấy muốn cạnh tranh với tôi vì quán tôi đông khách. Danh hài cũng không quên lôi Trường Giang và Nhã Phương vào câu chuyện để bêu rếu. Ăn ở quán tôi còn có Trường Giang và Nhã Phương, mới vừa rồi hai anh chị ấy cưới nhau xong chẳng thèm động phòng hay tuần trăng mật gì cả. Chỉ đến đây ăn thôi, nhưng lại thiếu nợ, nghệ sĩ gì mà ăn toàn thiếu nợ. Con Nhã Phương nó có ăn uống gì đâu, suốt ngày chỉ nhìn ăn cho dáng nó đẹp. Theo kịch bản, Trấn Thành còn giả vờ hỏi dò Thúy Nga để tỏ tình, sao bà đến giờ này vẫn còn cô đơn. Nhưng vì không chuẩn bị từ trước và không đọc kịch bản, nên Thúy Nga đã vội đáp lại Trấn Thành một cách xéo sắc. Trấn Thành về hỏi vợ mình đi, sao lấy bao năm rồi mà nó chưa đẻ. Dù đây chỉ là câu nói được nghĩ một cách chóng vánh để đáp lại tình huống tiểu phẩm, nhưng một số khán giả cảm thấy hơi bất bình vì nó đã đụng chạm tới nỗi đau bệnh tật của Harry Won. Harry Won từng chia sẻ, cô vô cùng muốn có con, nhưng do từng bị ung thư cổ tử cung nên sợ mang thai. Sau tất cả, Kiều Minh Tuấn đóng vai trò gì trong drama Tay Ba hot nhất năm nay? Là nhân vật chính trong mối tình Tay Ba, nhưng vào những lúc scandal tình cảm trở nên cao trào, Kiều Minh Tuấn lại không phải là người nắm giữ các then chốt của sự việc. Vụ lùm xùm tình cảm giữa bộ ba Kiều Minh Tuấn An Nguy Cát Phượng đều bắt đầu khơi mào vào khoảng giữa tháng 9, khi Kiều Minh Tuấn An Nguy công khai với công chúng về việc đang cảm nắng lẫn nhau. Vốn vẫn đang là cặp đôi với Cát Phượng, việc Kiều Minh Tuấn An Nguy phát sinh tình cảm đã nhận rất nhiều chỉ trích của dư luận. Hầu hết số đông đều cho rằng các diễn viên đang cố gắng PR cho bộ phim mới. Cùng nhau chính thức thừa nhận chúng tôi yêu nhau là thật sự, nhưng An Nguy mới là người bị ném đá nhiều nhất trong thời điểm này. Bị cho là người thứ ba, cô gái trẻ đồng loạt bị khán giả tẩy chay.
Bên cạnh đó, các Phượng là người nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Như vậy, sau khi công bố yêu nhau, trong số 3 nhân vật chính của drama dài kỳ, Kiều Minh Tuấn được xem là người ít bị chú ý nhất. Lựa chọn ở bên cạnh các Phượng, Kiều Minh Tuấn sau scandal tình cảm đã liên tục cùng xuất hiện với cô Cát trong suốt khoảng thời gian đầy lùm xùm. Nếu An Nguy sang Mỹ tiếp tục bị cho là con giáp thứ 13, thì Kiều Minh Tuấn đã nhanh chóng lấy lại được hình tượng, dần nhận được tình yêu của công chúng. Khoảng một tháng sau scandal, sự xuất hiện của chàng diễn viên trên phương tiện truyền thông đại chúng đã không còn bị mọi người đàm tiếu chỉ trích. Những tưởng mọi chuyện đi đến hồi kết, nhưng vào tối 18 tháng 11 vừa qua, việc An Nguy đăng bài tố cáo các Phượng là người đứng sau dàn dựng tất cả mọi chuyện, lại một lần nữa khiến drama tình tay ba trở nên cao trào. Khi sóng gió mới nổ ra, Kiều Minh Tuấn vẫn là nhân vật chịu ít chỉ trích nhất. Facebook cá nhân cũng mất tích trong ngày 18 tháng 11, chàng diễn viên đang tạm bốc hơi trước cuộc chiến giữa hai người phụ nữ. Như vậy, sau một cuốn phim tay ba kéo dài, Kiều Minh Tuấn dường như cũng chỉ là một nhân vật phụ. Để An Nguy và các Phượng nhiều lần lên tiếng thay mình, những buổi họp báo giải biện trước đây của Kiều Minh Tuấn cũng có sự hỗ trợ từ phía các Phượng, chưa bao giờ một mình phát biểu điều gì trong suốt thời gian scandal diễn ra. Anh nhận tưởng là nhân vật chính, nhưng xem ra lại không phải là nhân vật chính. Nếu nhìn lại toàn bộ quá trình giữa drama trên, An Nguy và các Phượng mới thực sự nắm những vai trò then chốt của vở drama dài kỳ. Hiện vẫn chưa ra bất cứ lời phản hồi nào, trang cá nhân cũng mất tích trên Facebook. Kiều Minh Tuấn dường như vẫn đang đứng ngoài cuộc để mà các Phượng An Nguy tự đấu đá trước một cuộc chiến mới.